like, share và nhấn subscribe cho Thánh Anh TV với lại là follow Instagram của Lu nha. Hôm nay thì Lu được anh Quy Phim dẫn đi ăn một cái món mà trời ơi cả đời này cũng không nghĩ là mình sẽ có dịp ăn, đó chính là steak giác vàng. Mà bình thường á, nghe giác vàng á là Lu chỉ thấy là giác vàng theo kiểu là rải ở trên kem hay là ở trên đồ ngọt này nọ thôi. Nhưng không, cái giác vàng hôm nay cực kỳ đặc biệt luôn các bạn, đó là đúng nghĩa là phủ hết nguyên một cái steak luôn. Còn nó đặc biệt ra sao thì tí nữa đi vô trong Lu sẽ cho các bạn coi cận cảnh nha. Và chỗ Lu đang đứng đó chính là quán Top Boss, nằm tại số 448 đường 3 tháng 2 quận 10. Và ở đây sẽ mở từ 4 giờ chiều cho đến khuya. Và Lu nhớ không lầm là ở cái giấc mà khoảng 9-10 giờ tối gì đó thì hình như là có nhạc này nọ rất là hay ho nữa. Cho nên là các bạn hãy xem thời gian nào đó phù hợp thì ghé qua đây thử nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua bên đó để xem coi là cái món steak nó như thế nào. Đi thôi. Dòng dạo chơi thì mình đã ngồi lại rồi mọi người. Đây là cái menu của quán Top Up Garden. Ở đây thì có rất là nhiều món luôn các bạn, nhưng mà chủ yếu hôm nay Lu đến là để ăn cái steak giác vàng. Như Lu đã nói đó, thì steak giác vàng sẽ có hai loại, một cái là thăn ngoại bò Úc với lại một cái là sườn bò Mỹ. Thì tính ra thì mình cũng ăn khá ít cho nên là mình gọi luôn cả hai. Ok, giờ thì mình gọi món thôi. Đồ ăn đã ra rồi các bạn. Đây là cái sườn bò Mỹ. Em này thì sẽ có giá là 1.390.000 nha. Còn em này là thăn nội bò Úc. Thì em này á, là sẽ khoảng 500-600 gì đó luôn, nhớ nữa. Có gì các bạn coi lại cái menu đó. Và cả hai bé này thì sẽ đều được giáp full vàng trên này mọi người. Ok, bây giờ thì mình sẽ ăn em nhỏ nhỏ này trước. Đây có một cái dao. Thật ra là đến quán thì nhân viên sẽ là người cắt sẵn cho các bạn, nhưng mà tại vì Lu thì Lu đang muốn thử coi là mình cắt ra có đẹp không, với lại là mình muốn mình trải nghiệm, cho nên là cái miếng đầu tiên thì chắc là Lu sẽ cắt ra nha. Ok, vô. Đây. Đây các bạn. Hồi nãy thì Lu gọi medium rare cho nên là ở bên trong này nó sẽ vẫn còn kiểu tái á. Rồi, ở đây thì Lu thấy là được cho một cái chén chấm. Này gì ta? Ồ, có tỏi, có hành. Thử nha. Đây. Cái màu này rất là mềm luôn. Wow. Rồi cảm giác lúc mà cắn vô mấy bạn rất là đã luôn. Bởi vì là cái miếng steak này có độ dày vừa phải, bởi vùng miệng là kiểu ngập miệng. Với lại là được một cái là khi mà ăn á thì nó không có bị dai, không phải nhai quá nhiều, nhai vài cái là bắt đầu nó sẽ tan dần. Còn cái sốt này á thì Lu khuyên là các bạn nên chấm một ít thôi, bởi vì là trong này có khá là nhiều tỏi, khi mà ăn nhiều quá nó sẽ kiểu bị hơi hăng. Ok, bây giờ chắc là Lu sẽ thử. Ở đây thì Lu thấy có chanh, tỏi, một tí rau, với lại cả cái này là muối hồng Himalaya nè. Muối này là để ăn chung hay sao ta? Thử xem. Ôi. Chào. Hey.
ta. Cá mình chơi vậy nha mọi người. Nếu này là các bạn chỉ nên dặn ít thôi, sao mình cũng làm kiểu hố tay dặn quá nhiều. Ok, ổn rồi. Nãy giờ chắc các bạn cũng đang rất là tò mò là không biết là ăn bò giác vàng thì vị nó như thế nào đúng không? Tại vì thực chất ra á, Đu thấy á, vàng á, để lên á, nó chỉ trang trí cho đẹp thôi chứ nó không có vị gì cả. Nhưng mà nếu như các bạn hỏi Lu á, là giữa cái miếng steak bình thường với lại cái miếng steak giác vàng ăn vô nó khác nhau chỗ nào, thì thật sự là nó khác nhau ở cái chỗ là tiền bạn phải trả mắc hơn hết. Và ăn cái miếng bò giác vàng thì các bạn sẽ cảm thấy là sang hơn, ăn miếng bò cũng chậm rãi hơn, từ từ hơn, và cảm thấy trân trọng cái miếng bò này hơn hết. Mà nói chung là nếu như mà các bạn chưa thử qua thì luôn nghĩ là các bạn nên thử một lần trong đời, hãy thử ăn cái steak giác vàng này. Tại vì thật chất ra ăn cũng khá là thú vị, khá là hay ho. Với lại là thật sự là cái vàng này á, nó có một số công dụng mà theo Lu biết á, thì kiểu như là nó cũng sẽ giúp cho mình da dẻ đẹp hơn hay sao đó. Chính vì vậy là thôi thì một lần trong đời thì cứ để dành tiền xong rồi rủ hội bạn bè đi ăn. Hồi nãy lúc mà Lu nhìn miếng này á, thì Lu có thể tự tin sắc đẹp được, nhưng mà em này thì khá là to cho nên là chắc là Lu sẽ nhờ bạn nhân viên cắt giùm. Dạ, anh cắt giúp em nha. Dạ. Nào. Ui. Các bạn ơi, các bạn có tới đây các bạn đã thèm chưa? Mình sẽ lấy một tí tỏi đen. Anh bảo là ăn cái miếng bò này mà không có tỏi đen làm phí lắm, cho nên phải ăn thử. Oh. Wow. Xíu. Trời. Cái vị nướng á, thì hai cái này nó giống nhau, nhưng mà cái khác á, là bởi vì là ở trong cái phần sườn bò thì nó sẽ có nửa nạc nửa mỡ, với lại nó có cả gân nữa các bạn, cho nên là khi mà ăn á, thì cảm giác là thích hơn, kiểu nhai nhai giòn giòn. Còn cái miếng thăn này á, thì ăn nó sẽ là nạc nhiều và ăn thì cảm giác là đầy miệng hơn. Mà đúng nghĩa như hồi nãy ảnh nói luôn á, là các bạn ăn cái miếng bò này á, thì các bạn nên ăn thêm tỏi đen nữa. Bởi vì khi mà bỏ tỏi đen vô á, nó không làm cho cái vị quá hăng ở trong miệng. Ngược lại nó sẽ kích thích và nó sẽ tăng được cái vị giác của bạn khi mà các bạn bỏ nguyên cái miếng bò với lại cái phần tỏi đen này vào miệng. Trời ơi, một cảm giác lạ giả mê luôn mà cảm thấy rất là thích. Đây, đặt lên. Mình sẽ cho lại cái miếng sốt này vào. Ít thôi, rút kinh nghiệm hồi nãy. Rồi. Đây, xíu. Ngon dở quá. Vô. Yeah.
duyệt. Rồi thật sự luôn á các bạn ơi, các bạn nên thử một lần trong đời. Hồi nãy thì kiểu như là ăn thịt bò với vàng thì mình cũng thấy là nó cũng không quá khác gì với cái bò steak bình thường mình hay ăn. Nhưng mà khi mà các bạn kết hợp với lại cái tỏi đen nè, một tí sốt với lại có cả muối hột nữa thì rõ ràng luôn là nó khác hoàn toàn. Cho nên là phải thử thiệt. Hồi nãy thì mình chưa thử muối ăn riêng cho nên bây giờ mình sẽ thử. Muối hồng này á thì được Bộ Y tế khuyên là các bạn nên dùng. Mặc dù là giá thành hơi cao nhưng mà tiền nào của nấy mà ha. Hey. Sao xiên ta? Nó thì có cái độ mặn nhẹ nhẹ trong miệng. Nhưng mà độ mặn này không làm cho bạn quá khó chịu, không làm cho bạn bị nhăn mặt, với lại là không có kiểu như là nó khiến cho mình bị khát nước á. Nói chung là ăn ok la. Nhưng mà với cái miếng bò này thì Lô vẫn thích ăn chung với tỏi và cả sốt này. Ngon thật sự. Như hồi nãy lúc mà là lúc đầu Lu có khoe với mọi người cái menu á, thì ở đây có rất là nhiều món. Ngoài trừ bò ra thì còn có hải sản này kia và còn có lẩu nữa. Và Lu cũng đã order một cái lẩu rồi các bạn. Nên là chắc là Lu sẽ nhờ nhân viên set up phần lẩu luôn cho các bạn coi nha. Đợi Lu xíu. Đây mọi người. Ở đây thì nước lẩu sẽ có là khoảng 6-7 loại gì đó. Nhưng mà hôm nay á, thì Lu ăn một cái là tôm dưng với lại một cái là lẩu tấp bóp. Đây là hai nước lẩu. Và nước lẩu á, thì giá của em sẽ là 129.000 cho lần đầu các bạn gọi. Sau đó thì mình sẽ được refill nước liên tục nếu như mà hết nha. Và mình sẽ đợi cho sôi sôi một tí. Ngoài ra thì Lu có gọi hải sản nè, rồi gọi thêm thịt bò, rồi đồ viên, mì thì sẽ có udon với lại mì trứng gà. Ngoài ra thì sẽ có cả rau với lại nấm nữa. Những cái loại này thì các bạn cứ theo bao nhiêu bao nhiêu người thì mình gọi làm sao đó cho phù hợp với số người. Còn ở đây thì mình với lại anh quay phim ăn cho nên là Lu sẽ gọi khoảng bao nhiêu đây. Với lại một cái mà hồi nãy thật sự luôn á là Lu cảm thấy rất là thích ở quán, đó chính là đây, các bạn có thấy một cái sợi dây lòng thòng không mọi người? Trời ơi, hồi nãy á là may ngay cái lúc mà mình hết pin luôn, xong rồi bạn nhân viên cũng có hỏi Lu á là bạn có cần sạc dây sạc hay không. Thì nói chung là theo Lu biết thì là khi mà các bạn đến đây á thì auto sẽ có dây sạc pin cho các bạn, và mình sẽ có tất cả các loại ổ cắm phù hợp với điện thoại luôn. Thì trong lúc ăn các bạn có thể ngồi ghim sạc full điện thoại vô ngay lúc điện thoại mình ăn hết pin luôn. Rồi để đây. Ok, giờ thì mình sẽ đợi cho nó sôi chút xíu nữa xong rồi bỏ đồ ăn vô nha. Sẽ để rau vào. Là không gian ở đây thì rất là phù hợp cho các bạn đi cặp đôi nè, đi nhóm nè, hoặc là đi gia đình nè. Và ở đây menu thì rất là phong phú và đa dạng luôn. Giá thì khá là ok la, nói chung là từ mấy chục ngàn cho đến khoảng vài trăm ngàn một món. Mời nha. Này nó kiểu như là được hầm từ xương á cho nên là nó rất là ngọt. Xíu. Thử một miếng bò.
đây mình sẽ gắp ra nha các bạn. Ủa cái đồ mút đâu bạn quay phim? Ủa anh cầm làm gì vậy? Chán cổng dễ sợ luôn, có người ta lấy cái này người ta phán đi. Chào chị. Hồi nãy thì Lô đã ăn cái nước này rồi, cho nên bây giờ mình sẽ thử nhúng qua tâm dùm. Lưu cho hơi nhiều đồ cho nên là nó lâu chín lâu sôi chứ lộn. Rồi cho một tí rau vào, mật, nấm, đang Lu bình thường ăn lẩu á thì Lu khá khác với mọi người. Bình thường mọi người sẽ ăn mì xong rồi bỏ nước vào trong cái mì để ăn chung, nhưng mà Lu thì Lu rất là thích ăn cái mì khô, bởi vì là mì trứng gà thì thường á là đầu bếp họ sẽ kiểu bỏ một tí tỏi phi và dầu lên trên để trộn, và Lu thì rất là thích cái vị đó, cho nên là mình sẽ ăn khô xong rồi tí nữa mình hấp canh sau. Ok, và Lu nghĩ là video đến đây thôi cũng đủ cho các bạn thèm thuồng rồi đúng không? Và nếu như các bạn thèm thì các bạn có thể xếp kèo cùng với đám bạn của mình, hoặc là đơn giản là rủ gia đình của mình đến đây và ăn thử. Nhớ là các bạn hãy gọi một phần steak giác vàng. Và nếu như mà so sánh giữa cái thịt thăn với lại cái thịt sườn á, thì Lu sẽ recommend các bạn ăn cái phần sườn hơn, bởi vì là nó sẽ kiểu nó có nạc, có mỡ, nó có gân, với lại là ăn cái phần đó thì nó được nhiều hơn, ăn nó sẽ đã miệng hơn rất là nhiều. Và địa chỉ ở đây sẽ là 448 đường 3 tháng 2, quận 10. Ở đây sẽ bán bắt đầu từ 4 giờ chiều cho đến tối 11, 12 giờ gì đó. Ok, cảm ơn mọi người đã coi video. Bây giờ mình sẽ up video lại để cho anh quay phim có thể ngồi ăn. Tạm biệt mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã coi video. Nhớ subscribe cho Thánh Ăn, follow Instagram của Lu. Với lại là hiện tại thì Lu vừa mới có một cái group nhỏ nhỏ tên là Hành Tinh Ham Ăn của Lu ở trên Facebook. Chính vì vậy là các bạn nếu như mà thích thì các bạn cũng có thể join vô group. Trời ơi, miễn phí mà, chỉ cần click vô cái thôi. Link Lu sẽ để bên dưới các bạn nha. Bye bye.